5 thanh niên đột nhập Bách Hóa Xanh trộm 7 thùng bia. Lợi dụng giãn cách xã hội, Chí dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa hàng Bách Hóa Xanh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh trộm 7 thùng bia, một xe máy mang về nhà cất giấu. Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Phạm Minh Chí, 20 tuổi, ngụ quận Tân Phú để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 3 tháng 9, anh H, V, T, 27 tuổi, nhân viên Bách Hóa Xanh trên đường Trần Văn Cẩn, phường Tân Thới Hòa đến trụ sở công an trình báo về việc cửa hàng bị kẻ gian bẻ khóa, đột nhập trộm tài sản. Trích xuất dữ liệu từ camera an ninh công an phường Tân Thới Hòa xác định Chí là đối tượng nghi vấn nên đưa về trụ sở làm việc. Bước đầu, nam thanh niên khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã đưa ra các chứng cứ không thể chối cãi, buộc Chí phải thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp. Cụ thể, rạng sáng ngày 3 tháng 9, Chí đi xe máy đến cửa hàng Bách Hóa Xanh và dùng kìm cộng lực cắt khóa. Sau đó, nam thanh niên về nhà cất xe rồi đi bộ trở lại cửa hàng trộm một xe máy, một laptop, một túi nước xả vải và 7 thùng bia mang về nhà cất giấu. Từ lời khai của Chí, công an phường Tân Thới Hòa mời N, T, D, 34 tuổi, ngụ quận Tân Phú và L, H, P, 27 tuổi, ngụ quận Bình Tân về trụ sở để làm việc. Qua xác minh, đây là đối tượng đã cho Chí mượn kìm cộng lực để đi trộm cắp tài sản. Theo công an, test nhanh ma túy, cả 3 đối tượng đều dương tính và thừa nhận có sử dụng trái phép chất ma túy. Công an phường Tân Thới Hòa thu hồi toàn bộ tài sản bị trộm cắp trả lại cho cửa hàng Bách Hóa Xanh và chuyển 3 đối tượng cho công an quận Tân Phú điều tra xử lý theo thẩm quyền. Công an quận Tân Phú khuyến cáo các cửa hàng, công ty, cơ sở kinh doanh cần bố trí lực lượng trông coi để đề phòng một số đối tượng không có việc làm, không có tiền tiêu xài, lợi dụng dịch bệnh COVID-19 phức tạp để lấy trộm tài sản.